B. Mọi người thấy đó, đó là chuyện tình tay ba giữa chúng tôi. Hiếu, Hiếu mới là người chen vô. Hiếu giờ thứ ba hả? Đúng rồi. Đi ăn cắp trái cây, đầu đi ăn cắp trái cây. Đầu trời ơi, người mới đẻ ra đi ăn cắp rồi. Trời ơi. Hiếu hồi xưa có đi ăn cắp gì không Cương? Dạ có. Đó, đó. Mắt anh gà, người đã nhịn đói cả bữa trưa sáng lên. Đó, thầy xưa hồi nhỏ thì nói tụi em hồi nhỏ ước mơ là ăn cắp giặt, ăn cắp trái cây rồi mình đó. Bây giờ già nổi đố. Ờ. Chris có gặp khó khăn với thử thách vượt thác vừa rồi không? À, chặng đường đi là rất là khó khăn, gặp phải đạo tặc nữa mọi người. Đó là tên Dương Lâm Giang Ác, rụng răng, đạo tặc Nha Chu, mầm thúi. Tên đó đã kết hợp với một tên có một đùi rất là gian, đã cướp thuyền của mình, đẩy mình qua, bóp cổ mình, dìm mình xuống sông, bắt mình phải đi chiếc thuyền như là anh Nam Thanh. Xong hả, hai tên đó cuối cùng đã bị lật thuyền và mắc kẹt lại. Thì tôi bơi một hồi thì tôi thấy được anh Ngô Kiến Huy đó, thì tôi đi ké thuyền của ảnh, thế là tìm được đồng đội của tôi và mang về chiến thắng. Hai tên đó là đã chôn thay nơi xa trường. Đây là lần đầu tiên Huy Chris Hiếu chung một đội đúng không ạ? Đúng rồi. Hình như chưa bao giờ mà anh Huy ghét với lại Hiếu chung cả. Tại thường là sẽ tách ra. Đây là đội OTB. Mọi người thấy đó, đó là chuyện tình tay ba giữa chúng tôi. Trong mối tình tay ba này, khán giả nhận định Chris là trà xanh vì Hiếu Huy mới là chân ái. Đó là mọi người bị nhận định sai. Nếu mà mọi người lật lại quá khứ ở những tập đầu á, anh kia nhưng tập đầu á thì tôi với anh Bắp mới là OTB. Hiếu chỉ là kẻ trà xanh. OTB là gì vậy? OTB là ở Tân Bình phải không? Ở Tân Bình. Ở Tân Phú anh ơi. Hiếu mới là người chen vô. Hiếu giờ thứ ba hả? Đúng rồi. Sau đó em bệnh hoạn quá cái Hiếu với nhà vô đúng không? Đúng rồi. Thấy em sucker lỡ vận. Hồi nãy chơi đó là thật sự đang hành với Hiếu rất lo cho em luôn á. Chờ cái tay bị rớt ra. Đúng rồi, đúng rồi. Nhất là mấy lúc mà nó xuống gấp anh, em quéo luôn á chứ. Nhất là đã sợ độ cao rồi. Rồi không có gọi là tâm linh với dòng nước nữa. À đúng đúng. Rồi hả, rớt khớp nữa. Em chọc dây. Báo đam đấy, báo đam vào để chuẩn bị sơ cứu thôi. Chú Giang và Chris đánh giá như thế nào về thử thách đầu tiên của mùa 2? Trời, tôi thấy quá bình thường. Quá dễ đơn giản với tôi với Hiếu. Hai tôi gọi là enjoy lắm luôn á. Bên em mới đầu cũng chiêu lắm, cho tới khi bên kia thấy hai kẻ gian lật thuyền thì bên em cũng hơi xanh mặt. Ui, sợ quá. Mọi người cảm nhận gì về Jennifer phiên bản 2.0? Thực ra là chưa có cảm xúc hơi biết đâu. Dạ đúng chưa rồi. Chưa có gì với nó cả, chưa có mối liên hệ. Nhưng mà cũng chưa đúng điều ước của bọn tôi. Đó là con thành người đúng không? Biến thành người. Nhưng mà em thấy là đúng là cái người đó xui nha anh ơi. Vẫn may cái con đó là xui nhanh chân ơi. Giòn lắm, rất rắn xui cho mấy con đó đâu. Cho liệu chơi mà. Mọi người thấy phần thưởng rất ngủ trưa như thế nào? Cái đó là hình phạt. Đúng. Bên mà ban biên tập có bao giờ nghe tới cái câu chuyện là đừng bao giờ ngủ khi mà đám bản thân còn thức. Ngủ 30 phút, vô nó quậy không hết 35 phút rồi. Đúng rồi. Đâu là ngủ 30 phút. Nhiều khi không có được cơ hội thức dậy nữa. Tên chặng đầu tiên của 2 ngày 1 đêm là hành trình chinh phục những giấc mơ. Mọi người đã ghi gì vào tờ đăng ký ước mơ ạ? Lúc đó anh Giang ghi gì anh Giang? Anh ước gì mấy chị mình cấp bực lên lương á rồi. Cho mình mặt mình đẹp lên chứ hôm nay mặt mình hơi ấy. Mặt mình hơi bệt phấn. Chưa quay lần nào mà mặt ấy. Rồi mấy chị mất cấp cũng có chồng sớm. Chứ cũng cô đơn. Hai mùa rồi. Cô đơn lâu ngày rồi, những cái gương mặt mà gọi là phấn nền không đều là anh em mình hưởng hết. Ước mơ đầu tiên thời thơ ấu của mọi người là gì ạ? Hồi nhỏ là Giang là ước mơ gì anh? Anh thì em hồi nhỏ 12 năm học ghế nhà trường không có ăn, không biết ăn sáng là gì thì nào gì. Nào có ước mơ em ạ. Tưởng tượng xa xôi là mấy bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nè, đó mấy bạn này nè. Ơi. Chứ đâu phải như dân thành phố như Ngô Kiến Huy. Ước mơ thơ ấu của anh là gì ạ? Giàu. Đó chứ mà xưa ước mơ nhiều lắm, ai hồi nhỏ ước mơ làm giám đốc rồi bác sĩ rồi kỹ sư á. Ước giám đốc sàn, ước sàn quá. Trải tuổi thơ là trải qua là đi bắt ốc rồi bắt cá sặc rồi bắt rồi bắt cá sặc rồi nhà cá đắt địa rồi các kiểu đó. Tại vì tụi nó rồi đi ăn cắp trái cây, đầu đi ăn cắp trái cây. Đầu trời ơi, người mới đẻ ra đi ăn cắp rồi. Trời ơi, hai chỗ trái cây làm ca sĩ nghệ sĩ ghê. Hai chỗ trái cây. Thôi chú vậy đã mà cái cảm giác là ở nhà mình á mà mua đâu đã bằng cảm giác mà mình đi mình lượm ngoài. Đâu là cái đó mà đã bằng cảm giác mình ăn cắp. Thế hồi xưa có đi ăn cắp gì không Cương?
Dạ có. Trời ơi. Đó giờ vẫn còn. Trời ơi. Ăn cắp gì vậy? Ăn cắp trái tim. Ăn cắp trái tim của tất cả những người yêu thích mình. Trời ơi. Yêu. Yêu. Yêu ơi. Được rồi, đây. Đây. Trời ơi, trời sáo rộng. Trời ơi, anh ở đâu bay ra vậy? Tôi thường thì ở những nơi không có duyên dùng gì. Tương ớt chin su, vạn món ngon bùng vị. Còn anh Tuấn thì sao ạ? Ước mơ hồi bé của anh là gì ạ? Anh ước mơ anh được làm chú bắt giới. Không phải, không phải, lúc đó hồi nhỏ không biết gì á, thấy chưa bắt giờ biến thành một cái chấm đỏ á, xong rồi bay trong phim á. Bà ngộ ha, cái phim nó quá vậy nhật hay. Ở dù như là Tô Ngộ Không hay là Nata đồ, Liêm Chính Công Minh, ước mơ chưa bắt giờ. Ok, mặt ok luôn rồi. Dạ. Mặt ok chưa? Ok. Vậy là nãy giờ không trôn một miếng nào luôn á. Đúng rồi. Hay quá. Phải già khỏe lắm á mới giữ được những cái miếng phấn ở trên da mặt như vậy. Không, da phải như cái nồi chùi nồi á mới dính được vậy thôi. Ủa, ở đây có siêu thị nè mọi người. Mắt anh già, người đã nhịn đói cả bữa trưa sáng lên. Rocker nè, rocker. Rocker là gì vậy anh? Bánh rocker giòn. Nó giống như bánh đen. Đủ hả anh? Đủ mạnh hả? Đủ đủ. Đây là tháo thẩu. Là gì? Tháo tàu. Mẹ. Anh Giang. Gì? Dừng tay lại. Anh Giang ơi. Anh hãy tự trọng. Mình đã ký hợp đồng rồi. Này trà nè. Không được uống luôn. Trà nó phải trà đá. Quát nè. Ủa gì vậy? Là chỉ làm tóc mà. Đó hồi xưa. Hồi nhỏ thì nói tụi em hồi nhỏ ước mơ là ăn cắp giặt, ăn cắp trái cây rồi mình đó. Bây giờ già nổi đố. Ờ. À, U 60 rồi ăn cắp của một người U 70. Cười trừ biết sao giờ. Cái gì đấy bánh mì hả? Đẹp mà được. Đã hơn nửa ngày quay đầu tiên chưa qua rồi mà mình không thấy bóng dáng khách mời đâu. Vậy mọi người dự đoán là cái chặng đầu tiên này có khách mời không ạ? Hay là không, không có khách mời mà hay là mình xấu nem mình thôi chứ giờ mời nửa ngày mời chi trời. Mà thường khách mời là mấy tập 1 có hay xuất hiện nửa mùa, nửa ngày à. Nửa mùa không chơi mùa 1 là coi nữa. Dạ nửa mùa không chơi gì gì luôn đó. Rồi có nửa ngày về mang vốn. Là chú Giang ơi, tại sao hả cho con với anh Hiếu ở với nhà có nửa ngày thôi. Con muốn cỡ cả đời. Vậy mọi người mong muốn ai sẽ xuất hiện ạ? Tôi thì nghĩ Hiếu thứ hai mong mỏi Hoa hậu thôi. Dạo này cũng có nhiều lời mời những Hoa hậu khác. Tôi cũng nghĩ là sẽ vì em tôi một Hoa hậu. Đố mọi người ngày này năm ngoái chúng ta đang ở đâu? Vì cái này càng nhà. Ngày này năm ngoái chúng ta đang ở Ninh Bình. Ủa có không? À, mình đang ở cái chỗ mà mình chơi cái trò mà 6 người mà mình dơ cái chỗ mà chơi cái trò mà sao bé tất nhiên. Hả? Ông phải không phải anh? Ý là dơ cái bảng lên xong rồi đoán cái món đồ ăn á, xong rồi anh rít ra phải cầm cái ghế lên đầu nè. Con tâm. Con tâm. Không phải. Cái đó là ở Cao Bằng. Tây Bắc là Tây Bắc. Chưa lên Cao Bằng. Hà Giang. Đúng rồi. Hà Giang. Coi như là ngày cuối áp máy mùa 1 năm ngoái là ngày khai máy mùa 2 năm nay luôn. Oh, hay quá. Tại sao lại để chúng tôi và khán giả của chúng tôi chờ đợi lâu đến như vậy? Thì con đi kiếm tài trợ. Trời ơi. Để mình sản xuất hả? Kỷ niệm mọi người nhớ nhất khi kết thúc mùa 1 là gì ạ? Tôi nhớ nhất là cái lúc mà Hiếu nói là lúc mà ở chỗ tập mà có Hồ Henie á. Thì lúc đó Hiếu mới nói chuyện Giang là hồi xưa em cứ nghĩ là mấy anh chơi game là nó xàm lắm. Đi quay game show là nó xàm xít này nọ. Nó không có gì gọi là chất lượng và giá trị. Thì sau đợt đó Hiếu đi một vài đoạn đầu với mình ở các tỉnh, Hiếu nói là Hiếu không nghĩ là nó sẽ khó và nó cũng chua cay như vậy. Chứ phải đơn giản mà có được một trong những cái game hay. Thì lúc đó Hiếu mới bắt đầu có một cái nhìn khác về các anh chị em mà tham gia các game show của chương trình của đài. Trước đó là em không có coi nhiều. Kiểu mà em tưởng là những cái câu nói là vô thưởng vô phạt. Đó, nhưng mà không ngờ khi mà làm chương trình đâu phải đơn giản nói được một câu duyên dáng mà hả làm khùng làm điên như vậy đó đúng không? Nói được một câu là muốn nổ não. Đúng rồi. Chiến con tâm cũng là chiến anh Lóc em với lại anh Lâm. Tại trước đó là em với anh Lâm mặc dù có làm việc nhiều mà không ưa nhau. Không phải. Ý là em cảm thấy năng lượng của anh Lâm lúc nào cũng mạnh hết. Em nói không lại.
cái em mới ra em nói với, riêng với anh Lâm là anh Lâm có gì diễn chỉ em diễn giới, chỉ em mồi cho em theo giới, cho em diễn phụ giới. Đó thì lúc đó là anh Lâm cũng thương em nhiều hơn. Vậy chỉ... là một món Chris phản từ đó đó. Không, lúc đó chưa dám phản, tập cuối mới dám phản. Tương ớt Chinsu, vạt món ngon bùng